Đội tuyển Việt Nam thắng Philippines sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Tối mùng 6 tháng 6, tuyển Việt Nam có chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 trước đội tuyển Philippines trên sân Mỹ Đình. Quan trọng hơn, chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam thắp lại hy vọng đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026 trong trận đấu hôm nay huấn luyện viên kim sang sik đã sử dụng thủ môn văn lâm thay cho nguyễn philip những cầu thủ kỳ cựu như quang hải tiến linh đều đá chính gương mặt trẻ đáng chú ý ở đội hình ra sân là văn khang điều này phản ánh phần nào toan tính của vị chiến lược gia người hàn quốc khi ông muốn dùng các cầu thủ nhiều kinh nghiệm và đang có phong độ cao để tập trung sức mạnh cho các đợt tấn công phủ đầu đội khách bố trí cùng lúc cả hai tiền vệ như hoàng đức và quang hải trong đội hình ra sân cũng cho thấy huấn luyện viên kim sang xích mong muốn tạo ra nhiều phương án tấn công cho tuyển việt nam tại trận này điều đó được chứng minh ngay sau khi bóng lăn đội chủ nhà lập tức dồn đội hình lên tấn công. Thủ quân Hùng Dũng khiến khung thành thủ môn Etrid trao đảo với cú sút từ cự ly gần 40m, tiếc là bóng đi chạy cột dọc. Trong khoảng 10 phút đầu trận, gần như đội tuyển Philippines co cụm trước cầu môn để phòng ngự trước các đợt hãm thành liên tiếp của đội chủ nhà. Tuy nhiên trong suốt 45 phút đầu tiên, bất chấp các nỗ lực của tuyển Việt Nam, mảnh lưới đội khách không rung lên một lần nào. Từ cú sút phạt của Quang Hải đến cú đánh đầu của Văn Khang hay các tình huống xâm nhập của Văn Toàn đều không thể mang đến một pha lập công nào cho đội chủ nhà trong hiệp 1. Chiều ngược lại tuyển Philippines chấp nhận nhập cuộc với tư thế cửa dưới, thống kê cho thấy trong 15 phút đầu trận, đội khách không tạo một tình huống nào đưa được bóng vào vòng cấm của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đội khách cho thấy họ không chỉ biết phòng ngự thụ động Tận dụng việc tuyển Việt Nam dâng quá cao, phần nào đó đã để lộ nhiều khoảng trống phía sân nhà. Tuyển Philippines thỉnh thoảng cũng khiến khung thành Văn Lâm rơi vào tình trạng báo động thực sự. Điển hình nhất là hai cơ hội mà tiền vệ bay tạo ra ở những phút 16 và 41. Dù đội bạn chưa tận dụng thành công nhưng đó là những cảnh báo nghiêm khắc với hàng thủ của đội nhà. Sau giờ nghỉ, lời cảnh báo đã chuyển thành sự thật. Khi tuyển Philippines có được bàn mở tỷ số, các vị khách vẫn chơi phòng ngự trong khoảng 10 phút đầu hiệp 2 trước khi bắt đầu tổ chức một đợt phản công nhanh. Đó là một tình huống ở phút 62 khi nhiều cầu thủ Việt Nam vẫn còn chưa kịp lùi về sau pha tấn công trước đó, tiền vệ Ray Chen mở tốc độ xâm nhập vòng cấm đội chủ nhà, thực hiện động tác kỹ thuật loại bỏ duy mạnh trước khi tung cú sút đánh bại Văn Lâm ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng này khiến cục diện trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi tuyển Philippines không còn chơi co cụm như trước mà tự tin triển khai bóng hãm thành về phía đội chủ nhà. Song cũng chính điều này khiến các vị khách phải trả giá, không còn duy trì được thế trận phòng ngự chắc chắn như hiệp 1. Khung thành của tuyển Philippines cuối cùng cũng không thể trụ vững trước hàng công Việt Nam. Phút 66, Hoàng Đức truyền bóng để Văn Toàn thoát xuống khống chế trước khi căng ngang để Tiến Linh tung cũng cú dứt điểm ghi bàn gỡ hòa một đều có bàn thắng gỡ hòa tuyển Việt Nam càng nỗ lực tấn công và chỉ cần 10 phút để đội chủ nhà có bàn thắng thứ hai từ quả lật bóng ở cánh trái của Tuấn Tài Tiến Linh đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 vươn lên dẫn ngược trước tuyển Philippines tuyển Việt Nam đứng chỉ còn cách chiến thắng hơn 20 phút tuy nhiên kịch tính trận đấu vẫn chưa dừng lại sau choáng váng vì nhận hai bàn thua liên tiếp, tuyển Philippines dần lấy lại thế trận và bất ngờ các vị khách có bàn gỡ hòa ở phút 89. Trong một tình huống cố định, Ingresso vô lê đẹp mắt ghi bàn gỡ hòa hai đều. Nếu để một kết quả hòa, hy vọng đi tiếp của tuyển Việt Nam sẽ chấm dứt. Vì thế, trong 7 phút bù giờ còn lại của trận đấu, các cầu thủ chủ nhà dồn tổng lực tấn công. Thành quả đã đến ở phút bù giờ thứ năm khi văn toàn đỡ bóng trong cấm địa, nhả lại tuyến 2 cho Tuấn Anh sút chìm chéo góc, buộc Etrit phải đẩy ra cầu thủ vào sân trong hiệp 2 Tuấn Hải ập vào đá bồi tung nóc lưới đội khách, ấn định tỷ số 3-2. Kết quả này giúp tuyển Việt Nam níu kéo hy vọng trong hành trình tại vòng loại World Cup 2026. Quan trọng hơn, tập thể các chiến binh sao vàng đã cho người hâm mộ thấy một tinh thần chiến đấu từng thể hiện trước đó. Ghi bàn phút bù giờ tuyển Việt Nam thắng kịch tính Philippines. Đội tuyển Việt Nam chạm trán Philippines trong trận đấu ra mắt của huấn luyện viên Kim Sang Sik, nhà cầm quân người Hàn Quốc và các học trò mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ bằng chiến thắng kịch tính. Sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik thi đấu hứng khởi. Tuyển Việt Nam vận hành tương tự như dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo, nếu không thể tiếp cận vòng cấm của Philippines bằng các đường bóng ngắn, tuyển Việt Nam lập tức chơi bóng dài. Dù vậy, khi hàng công thi đấu bế tắc, hàng thủ của tuyển Việt Nam cũng bộc lộ rất nhiều sai sót. Phút 20, Zico Bally, tăng tốc rất nhanh vượt qua nhiều hậu vệ đội tuyển Việt Nam. Anh dứt điểm chạy cột dọc đáng tiếc. Trước đó pha chuyển hỏng của Hùng Dũng khiến đội nhà gặp khó khăn. Tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục phòng ngự thiếu tập trung, đặc biệt là vị trí khuất Văn Khang và Bùi Tiến Dũng. Phút 41 từ đường truyền dài ở phần sân nhà Santiago. Raplico nhận bóng ở vị trí chống trải. Anh chuyển vào cho Patrick Reichen, nhưng tiền đạo này suốt ra ngoài. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi cùng sự may mắn dành cho tuyển Việt Nam. Sau hiệp 2, Quang Hải và đồng đội vẫn là những người kiểm soát tốt thế trận trên sân, nhưng lợi thế về thời lượng kiểm soát bóng không được cụ thể hóa trên bảng tỷ số. Phút 62, tuyển Philippines tổ chức phản công nhanh. Patrick dễ dàng loại bỏ duy mạnh trước khi dứt điểm kỹ thuật. Mở tỷ số trận đấu cho đội tuyển Philippines, không còn gì để mất, tuyển Việt Nam tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 65, Văn Toàn vượt qua nên Edric trước khi chuyển bóng cho Tiến Linh dứt điểm gỡ hòa một đều. Phút 77 vẫn là tiền đạo này bật cao đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 sau pha tạt bóng của Tuấn Tài. Tuy nhiên, tuyển Philippines bất ngờ có được bàn gỡ do công của Igreso ở phút 88. Kịch tính của trận đấu diễn ra ở phút 90 cộng 5. Tuấn Anh sút xa hiểm hóc, bóng bật tay thủ thành Neil Itrit. Tuấn Hải băng vào dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 3-2 cho tuyển Việt Nam. Việt Nam thắng nghe thở Philippines trong trận ra mắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Huấn luyện viên Kim Sang Sích đã có trận ra mắt giàu cảm xúc cùng tuyển Việt Nam với màn lội ngược dòng hết sức ngoạn mục trước đối thủ Philippines trên sân Mỹ Đình. Trong 45 phút đầu tiên, trận đấu khá bế tắc khi Việt Nam chủ động chơi tấn công, nhưng những đường lên bóng của đội chủ nhà đều bị chặn đứng trước bức tường phòng ngự dày đặc của Philippines. Cơ hội nguy hiểm nhất của Việt Nam ở hiệp 1 là cú sút xa của Hùng Dũng ở phút thứ 3. Quan sát thấy thủ môn Etrid lên cao, Hùng Dũng quyết định tung cú sút từ rất xa, nhưng đáng tiếc là bóng lại không đi chính xác. Đến phút 20, Philippines suýt chút nữa có bàn thắng mở tỷ số từ đường chuyền ngang bất cần của Hùng Dũng, Zico Bailey cướp bóng, tăng tốc thoát xuống đối mặt thủ môn Văn Lâm, nhưng cú sút của tiền đạo này lại đi chạch khung thành trong gang tấc. Phút 41, Philippines có pha phản công nhanh hết sức nguy hiểm và tạo ra cơ hội rõ rệt trước khung thành của Văn Lâm, nhưng Patrick Raychen lại dứt điểm không tốt bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Trong giờ nghỉ giải lao giữa hiệp, huấn luyện viên Kim Sang Sích có những điều chỉnh và Việt Nam đã chơi khởi sắc hơn. Ngay đầu hiệp 2, Việt Nam có cơ hội rất nguy hiểm khi Văn Toàn thoát xuống tung cú sút ở góc khá hẹp, không thể đánh bại thủ môn Edric. Nếu ở tình huống này Văn Toàn căng ngang cho Tiến Linh thì có lẽ sẽ nguy hiểm hơn. Phút 61, Philippines bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số 1-0. Sau phát tấn công không thành công của Việt Nam, Philippines phản công nhanh và Patrick Richen đã thoát xuống đánh bại Văn Lâm ghi bàn giúp đội khách vượt lên dẫn trước. Chỉ 4 phút sau, Việt Nam có bàn gỡ hòa 1 đều từ pha phối hợp tấn công rất đẹp mắt. Văn Toàn thoát xuống đi bóng lắt léo loại bỏ thủ môn Edric, rồi chuyển sang dọn cỗ cho Tiến Linh đệm bóng vào lưới chống ghi bàn đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Phút 76 từ quả tấn công bên cánh trái Tuấn Tài tạt rất tốt để Tiến Linh bật cao đánh đầu ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Việt Nam. Nhưng đến phút 89 Kevin Ingreso tung cú sút vô lê rất căng ghi bàn thắng gỡ hòa hai đều cho Philippines. Khi mà mọi người đã nghĩ đến kết quả hòa, Tuấn Anh tung cú sút xa bị thủ môn Efrid đẩy bóng ra. Tuấn Hải đã xuất hiện đúng lúc với pha ập vào sút bồi vào lưới trống ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho chủ nhà Việt Nam. Cầu thủ Phạm Tuấn Hải, chân sút tuổi dần là ai? Phạm Tuấn Hải là cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội, là học viên trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng này. Tuy nhiên ở thời điểm đó, nếu đồng đội cùng trang lứa như Quang Hải Thành Trung hay Đình Trọng được trao cơ hội lên chơi ở đội 1 từ sớm thì Tuấn Hải vẫn mãi thi đấu ở đội 2 cầu thủ Phạm Tuấn Hải, sinh năm 1998, quê gốc Phủ Lý Hà Nam, do không có cơ hội góp mặt trong thành công của các lứa cầu thủ trẻ Việt Nam những năm qua như dự U20 World Cup 2017, Á quân U23 châu Á 2018 hay giành huy chương vàng SEA Games 2019, cái tên Phạm Tuấn Hải còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Mọi chuyện chỉ bắt đầu chuyển hướng với Tuấn Hải khi Hà Nội chuyển giao cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Anh là một trong số những cầu thủ theo đội vào miền Trung thi đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Minh Đức cầu thủ Phạm Tuấn Hải được trao nhiều cơ hội và tiến bộ từng ngày. Tuấn Hải cao 1m72. Anh sở hữu tốc độ, kỹ năng dứt điểm và chọn vị trí tốt. Mùa giải 2019, Tuấn Hải đã cùng đồng đội giành vé lên hạng V-League 2020. Trong màu áo đội bóng núi Hồng, Tuấn Hải được trao cơ hội đá chính nhiều với 26 trận ra sân tại V-League. Chân sút trẻ này cũng bỏ túi 7 bàn thắng. Đây được xem là con số ấn tượng với một tiền đạo chỉ chơi cho đội bóng thuộc nhóm cuối, thường xuyên phải lui về khu trung tuyến để nhường đất diễn cho các ngoại binh. Màn bứt phá ngoạn mục của Tuấn Hải đã khiến câu lạc bộ Hà Nội không thể chờ cho đến khi anh hết hạn hợp đồng với đội bóng núi Hồng. Ngay lập tức, đội chủ sân hàng đẫy đã chiêu mộ thành công sát thủ mới của bóng đá Việt Nam. Năm 2021 được xem là một năm chứng kiến nhiều cột mốc của Tuấn Hải. Đó không chỉ là việc anh được đội bóng cũ chiêu mộ, mà còn là việc chiếm được một suất đá chính trong đội hình của đội tuyển quốc gia. Sau thất bại tại AFF Cup 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có nhiều sự điều chỉnh và việc điền tên Phạm Tuấn Hải vào danh sách đá chính ở trận đấu gặp Úc là một trong số đó không để mất quá lâu, Tuấn Hải ngay lập tức để lại những dấu ấn đáng nhớ và chỉ cần may mắn chút nữa thôi, anh đã có thể điền tên mình lên bảng tỷ số. Ngay sau trận với Úc, anh được xem là phát hiện mới của vị chiến lược gia người Hàn, tiền đạo sinh năm 98 hoạt động năng nổ, tích cực di chuyển và thường xuyên tham gia hỗ trợ phòng ngự để làm giảm áp lực cho đồng đội. Chứng kiến màn trình diễn ở trận đấu với Úc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những lời khen đến cậu học trò này. Sự sông sáo, khả năng chạy chỗ thông minh và đặc biệt tinh thần máu lửa của Tuấn Hải chắc chắn sẽ giúp vị chiến lược gia người Hàn Quốc có thêm thứ vũ khí hữu hiệu trong những trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam. Từ đây mở ra nhiều cơ hội nữa để được thử sức mình của chân sút trẻ sinh năm 98. Và trong trận gần đây nhất gặp Trung Quốc tại vòng loại World Cup châu Á 2022, cầu thủ Phạm Tuấn Hải cũng được điền tên vào danh sách đá chính của đội tuyển quốc gia Việt Nam và cùng giúp cho đội bóng giành chiến thắng 3 -1.